Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đang đến với channel Happy Together. Mình là Danny Dũng. Hôm nay Danny sẽ dẫn mọi người chúng ta cùng đi ăn món ăn Việt Nam với mọi người tại downtown của thành phố Dallas. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên lầu thượng nha mọi người. Quán ăn nằm ở trên sân thượng. Và nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy con mắt của Dallas. Bây giờ thì Lenny và các bạn của mình đang ngồi ở bên trong của cái nhà hàng rồi đó mọi người. Nhà hàng này cái tên tiếng Việt dịch ra đó là Bầu Trời Nở Hoa. Cái không gian rất là dễ thương mọi người. Ở đây mặc dù là món ăn Việt Nam nhưng mà đa số là phục vụ cho người nước ngoài. Cho nên chúng ta có thể order bún riêu nè, bún bò Huế nè, cơm sườn nè, cơm bò rất là nhiều, menu rất là phong phú nha mọi người. Và ở đây là sân thượng mọi người. Sân thượng cho nên mình muốn tới đây ăn á, mình phải đặt bàn trước một ngày thì mình sẽ có chỗ ngồi bên ngoài. Còn nếu mà mình không có đặt bàn trước á thì mình sẽ ngồi bên trong. Và tí nữa thì Danny sẽ ra ngoài quay cho mọi người thấy từ trên cao chúng ta sẽ nhìn xuống thành phố Dallas như thế nào nhé. Món ăn chơi nha, bánh bao với lại bánh bao thịt nướng bên trong barbecue là thịt bò, nhưng mà mình có thể ăn với thịt heo cũng được mọi người, hoặc là tôm nướng cũng được nữa. Rất là ngon. Nên mời mọi người nha, ly nước cực kỳ dễ thương nè. Trong đây có hộp é, một chút xíu alcohol thôi mọi người, không có nhiều lắm cho nên rất là dễ uống. Đây là mì Ý nè mọi người, mì Ý thì hôm nay mì Danny kêu mì Ý ăn với lại tôm. Mì Ý ăn với tôm. Rất là vừa ăn. Ở đây mọi người thấy không, trang trí rất là dễ thương nè, dưa leo, cà chua, cái này là kim chi mọi người. Đây là một dĩa cơm sườn bò đại hàng mà nhìn những miếng sườn này cực kỳ hấp dẫn không. Những cái món barbecue ở quán này cực kỳ vừa ăn và rất là ngon mọi người. Thịt rất là mềm, hương vị, khẩu vị rất là vừa ăn với người Việt Nam của chúng ta. Đây là dĩa bánh hỏi nem nướng nè mọi người. Thì chúng ta ăn với nước mắm nha. Thường thường mọi người biết không, những cái quán mà bán đồ ăn của Việt Nam mà bán cho người nước ngoài á thì nó sẽ không có nước mắm và sẽ không có người ta làm cái khẩu vị nó rất là lạc, nhưng mà quán này Danny thấy rất là ngon mọi người. Bánh hỏi nem nướng. Ngày xưa Danny đã được từng ăn một cái quán nem nướng nổi tiếng ở Cali á, Nam Cali. Thì nó cũng ngon, nhưng mà Danny nghĩ là cái nem nướng ở quán này còn ngon hơn bên đó nữa mọi người. Đây, một
tô bún riêu cực kỳ hấp dẫn nè mọi người, thấy không? Một miếng sườn chả, đậu hũ, bây giờ Denny sẽ để vô rau nha. Cực kỳ thơm mùi cua đồng luôn mọi người. Như vậy là ngày hôm nay Danny cùng với những người bạn của mình có một bữa ăn tối cực kỳ dễ thương và cực kỳ ngon ở nơi này mọi người. Nếu như mọi người muốn thử ẩm thực mới làm cho cuộc sống mình thêm phong phú và vui vẻ hơn thì hãy đến đây thử một lần nha. Còn bây giờ Danny xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau. Hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ Danny nhé mọi người. Bye bye.